Nghệ sĩ Diệt bàng hoàng khi nghệ nhân Thành Giao qua đời ở tuổi 47. Chiều ngày 22 tháng 8, người thân, bạn bè và nhiều nghệ sĩ bàng hoàng khi nhận được thông tin nghệ nhân ẩm thực Thành Giao đột ngột qua đời. Chia sẻ với báo giới, đạo diễn Quốc Thuận cho biết gia đình Thành Giao nhận thấy anh có dấu hiệu tiêu cực về sức khỏe trong vài ngày gần đây. Cụ thể, anh bị sốt nhưng phải tới sáng ngày 22 tháng 8 mới chịu nhập viện. Thành Giao bị xuất huyết, hôn mê sâu, sau đó qua đời vào khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, hưởng dương 47 tuổi, để lại người mẹ bị tai biến và cô em gái. Nam nghệ nhân Cần Thơ đều được giới nghệ sĩ nhận xét là người nhân hậu, hiền lành và nhận được rất nhiều sự yêu thương từ giới showbiz. Thường được gọi là chế, chị Giao. Đạo diễn Quốc Thuận xúc động. Thành Giao là một người trên cả tuyệt vời. Anh thương nghệ sĩ và nghệ sĩ cũng thương anh. Dù chỉ là một ông chủ bình thường, nhưng tất cả các nghệ sĩ khi ghé qua Cần Thơ đều ghé qua anh và được anh tiếp đón rất nồng hậu. Bất ngờ trước thông tin này, diễn viên hài Thúy Nga cho biết: vài ngày trước, tôi và anh Thành Giao vẫn còn làm bánh và từ thiện chung. Khi đó, tôi thấy anh ấy hơi mệt, nên khuyên anh nên giữ sức khỏe. Và anh là người rất tham việc, thích làm việc nhiều. Tới sáng ngày 22 tháng 8, khi nhận được tin anh đã hôn mê tại bệnh viện và không qua khỏi, tôi không biết phải làm sao. Cô tâm sự: Thành Giao coi tôi như em gái, có chuyện gì cũng hay lo lắng cho tôi. Thậm chí khi tôi có bầu, anh cũng qua Mỹ chăm sóc cho tôi. Tôi biết sức khỏe anh vốn không được tốt, nhưng không nghĩ anh sẽ ra đi sớm như vậy. Cũng là một trong những nghệ sĩ thân thiết, Minh Nhí trải lòng. Không chỉ đối với tôi mà đối với tất cả các anh chị em nghệ sĩ, bạn bè, Thành Giao đều rất tốt, sống tốt và ai cũng thương. Sự ra đi đột ngột của anh là một mất mát lớn. Cách đây vài ngày, anh còn mời tôi đi ăn, vẫn đi làm từ thiện với Thúy Nga. Diễn viên Lê Giang cũng bất ngờ khi nhận được thông tin trên. Cô chia sẻ: với Thành Giao, anh chị em ai cũng gọi là chế Giao một cách thân thương triều mến. Anh là người mà giới showbiz ai cũng mến thương. Tôi run rẩy khi nghe tin anh ra đi đột ngột. Ông Hoàng Nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng đang có chuyến lưu diễn tại Đà Nẵng, gửi lời chia buồn trên trang cá nhân và hứa sáng ngày 24 tháng 8 sẽ bay về với Thành Giao. Nghệ nhân Thành Giao là cái tên quen thuộc với showbiz, không chỉ bởi tài nấu nướng mà còn vì tấm lòng nhân hậu, thích làm việc từ thiện. Anh từng nhận được rất nhiều giải thưởng về ẩm thực. Hiện tại, thi thể của anh đã được đưa về gia đình. Lễ nhập quan được tổ chức vào 21 giờ 30 tối ngày 22 tháng 8. Lễ động quan diễn ra vào 6 giờ 30 ngày 25 tháng 8. Tang lễ được tổ chức tại nhà riêng. Sau đó, nam nghệ nhân được an táng tại Hoa Viên Thành Giao, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Xin thành kính phân ưu, chia buồn cùng gia đình nam nghệ nhân Thành Giao. Thank you.
chị và mọi người con mình đây. Lên khó này, cái kia quay qua này, cái sát khó này, không khó này, cũng giống như vậy đó. Điều kiếm cái tay của em lên là anh hỏi cho tôi phải không? Rồi cái kiếm cái tay của em không có. Có anh... cái đợt mà em bị khóa tôi rút có người một số bạn bè nó bị mất. Rồi em chạy qua thì lại ba lần. Tại em thấy quán vẫn còn bán, anh đâu có tin đâu. Rồi hồi anh dậy lần thứ hai em mới thấy cái anh này. Rồi chiều lúc anh đó chạy là... nào? 3:45 không, lúc đó 3 giờ là chưa chuyển về, 3 giờ là không, lúc anh chạy ngang là cái vạt để đó mà để 4 đèn cầy rồi. À rồi, rồi. Tại lúc mà Facebook của em nó bị khóa đó rồi một số bạn bè nó mất. Tại vì anh đâu có tin đâu, tại vì mơ chế mới nhắn tin cho anh hôm qua chưa hai lúc 2:00 chiều cũng bất ngờ hôm hồi sáng này nè đi bệnh viện đó rồi cấp cứu cũng qua ông hỏi nữa. Ủa rồi cuối cùng là chế làm sao rồi? Thì cái đợt đi Sài Gòn tới giờ đó cứ bệnh hoài à. Rồi cái càng ngày càng nặng, càng ngày càng trầm trọng. Mà lúc mất chế biết gì? Cả đêm qua không có ngủ. Nói chuyện nó luôn nè. Em nghe nè, anh bên đây. Alo. 81 người đang xem chim của mình. Nãy nay nó là đi trên Sài Gòn có té nha, có chợt té nữa không? À, chợt té ở Sài Gòn. Thầy đi trên gì đó rồi yếu luôn. Từ lúc đó là si luôn đó. Hello 90 mấy người. Hello. Đúng rồi, em si é thư, đúng rồi, chế thành dao ở dịch nấu chao hẻm 1 á. Hello 100 mấy người đang xem cho chim của mình nha. Cảm ơn mọi người đã chia buồn cùng với nhau. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ cho em đi, để cho mọi người có thể vô coi được lắm. Không. Nhưng mà anh nhắn cái phay của chế vô á, nó không qua tại vì phay cũng gần thời gian cho nên là nó không hiện lên. Cái phay chế nó phải cũng gần thời gian rồi nãy hy vọng vô. Nãy giờ em mời ca sĩ Nguyễn Phi Hùng rồi Mã Hiếu Đông rồi. Mặc dù anh điện cho ông Quang, Quang nó đâu có tin đâu. Nó sợ ơi anh ơi, coi chính xác không hay là nó sợ. Mấy cái này chơi, mấy cái này không có nói chơi được đâu. Rồi tại vì á, anh bạn của anh á, nó làm trên Facebook chia sẻ. Cuối cùng là cái Facebook chia sẻ là cái Facebook của chị Thu Hoài á. Chị Thu Hoài chị ta tốt á. Chị sĩ đã tốt nó thông báo là chị ra mắt á, chị Thu Hoài có thể á. Đi rồi, em đi vô vô thảo ơi. Vậy là chế té trên Sài Gòn mà chế mới về dưới này phải không? Là yếu luôn. Không, về ngay lập tức luôn về. Vừa té xong là nấu xong là về luôn. Về Sài Gòn này xong là đi xét nghiệm cho tình nữa kia rồi xét nghiệm. Rồi mới bắt đầu si luôn từ đó. Rồi sức khỏe chế yếu đó rồi té rồi là nó lụng luôn mà. Bây giờ cái đặt hoa này nhỏ thôi, cái đặt hoa bây giờ chị đặt hoa.
cái số của anh lâu 150 người đồng tiền đó. Mọi người đang không tin. À, chị em điện cho ông Quang, ông Quang có tin đâu. Cảm ơn Ngọc Hân nha. À, cái này là chế Nguyễn Thành Giao, dịch nấu chao Thành Giao, hẻm 1 Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ. Chế Giao là cái quán lẩu dịch nấu chao là nổi tiếng nhất Cần Thơ. À, mới mất hồi chiều 3 giờ. Cảm ơn mọi người đã chia buồn cùng chế Giao nha. Bye bye cả nhà nha. Hồi giờ là Phong qua bên đây tí xíu là Phong sẽ chạy về. Ngày mai sẽ lại nữa, giờ cũng khuya rồi. À, đã làm từ mọi người. À, chế Giao đi Sài Gòn làm từ thiện, rồi chế té, chế bị té, rồi sau đó là về Cần Thơ, khi té sau là chế về Cần Thơ liền. Rồi do sức khỏe của chế yếu đó, rồi suy yếu từ từ, rồi giờ vô bệnh viện cấp cứu, rồi chế mới mất hồi 3 giờ chiều. Cảm ơn San San nha. Thôi bây giờ phi rồi, Phong xin tạm biệt mọi người nha. Ngày mai thì Phong sẽ lại Phong viếng chế tiếp. Rồi Phong sẽ like cho mọi người chia sẻ ha.